Xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trương Vân Nam. Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi mà buổi sáng thì giao một chiếc GLS 450 và buổi chiều thì tôi đang trên đường đi để trực tiếp giao một chiếc xe cũng rất là đặc biệt đến một vị khách hàng cực kỳ đặc biệt ở thành phố Thái Nguyên. Chiếc xe đó là chiếc xe gì và nó đặc biệt đến thế nào thì mời các bạn hãy theo dõi đến cuối clip nhé. Phải nói là đây là lần thứ rất nhiều lần rồi tôi quay lại thành phố Thái Nguyên để giao xe. Nhưng chiếc xe này là một chiếc xe đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Từ trước giờ tôi đã giao những chiếc Maybach, những chiếc S, những chiếc GLS hoặc là những chiếc GLC, đã giao rất nhiều ở đây rồi. Nhưng mà đây là một chiếc xe mà phải nói là đầu tiên tại Việt Nam được nhập chính hãng. Thì sắp đến nhà khách rồi, quý vị sẽ biết ngay thôi đây là xe gì. Anh ơi, hôm nay em lên giao xe cho anh thì em có nhất là bó hoa tặng anh ạ. Đây là một chút quà Hà Nội là đặc sản bánh cốm ạ. Vâng, bên em ngoài ra thì bên em có. Dạ vâng ạ. Anh ơi, vâng, em có một món quà tặng anh, đây là hộp chìa khóa. Cái này là sản xuất đặc biệt cho Mercedes để mình dùng cái máy tính bảng này để điều khiển cho tất cả những cái hệ thống giải trí cũng như là đèn ở trong xe. Cái này là mình sẽ sử dụng để mình ngồi ở phía sau và mình điều chỉnh cho tất cả các hệ thống cũng như là đèn ở trong xe. Nó sẽ để vào vị trí như thế này ạ. Cũng sạc luôn đúng không? Đúng rồi ạ. Đây. Cắm đít đằng trước này trước. Đây đúng rồi. Đây nó sẽ đây là để như thế này ạ. Nó sẽ cố định như thế này. Đấy. Thích điều khiển được thế. Đúng rồi, mình sẽ cầm cái này lên để mình điều khiển những cái ở trong xe. Đấy ạ. Nó đang sạc vào rồi đấy ạ. Đấy, ngoài ra thì đây là hai màn hình này mình có thể bật ở đây. Đó. Ở trong này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng vào những cái cáp anh nhá. Đây. Lọ nước hoa, cái lọ nước hoa này cực kỳ xịn và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cái lọ nước hoa này là sẽ để vào vị trí này ạ. Sau đó thì mình sẽ kích hoạt nước hoa ở trên màn hình. Đấy, hệ thống nước hoa nó sẽ ép lọ nước hoa xuống. Nó sẽ tỏa hương ra tất cả các cửa gió này ạ. Đấy, chứ là không thấy đâu cả. Đúng rồi ạ. Nó tỏa hương ra tất cả các cửa gió. Rồi là tạo hương thơm này. Đây mình để mức một thôi là nó thỉnh thoảng nó thoảng trong nước hoa tự ra. Đúng rồi ạ. Nó sẽ tỏa hương ra tất cả các cái cửa gió này. Dạ vâng, em cảm ơn anh, em xin chúc anh và công ty càng ngày càng phát triển. Các cán bộ công nhân viên cũng như là các lãnh đạo thì luôn luôn mạnh khỏe ạ. Công ty gia đình. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ vâng ạ.